mọi người đang cần một cái music server và nhiều người cũng chưa hiểu music server là như thế nào và chơi như thế nào đấy. Hoặc nếu mà ai đã biết về music server rồi đang muốn tìm một cái mà nó vừa tầm tiền mà nó đọc được ổ cứng 2T 3T đấy, và nó xuất được tín hiệu là USB, xuất được tín hiệu là IIS đấy, thì chúng ta có thể quan tâm tới cái mẫu sản phẩm này nhé. Đây là cái sản phẩm đang rất là hot ở trên thị trường, đó là chiếc Topping M50 đấy. Thì đây là nó trong một cái combo của hãng, nó sẽ đi đầu tiên là có P50 này, P50 là power này đấy, M50 là music server này, và D50S này đấy. Đúng ra của nó là ba cái là chúng ta để chồng lên nhau đấy. Nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta mua ba sản phẩm như thế này này đấy, được chưa? Đấy, đây là cái nguồn tuyến tính. Còn nếu mà chúng ta tiết kiệm, chúng ta không chơi nguồn tuyến tính được thì chúng ta có thể là dùng nguồn 5V ngoài đều được nhá. Cái đấy thì mình sẽ nói về cái nguồn sau. Đấy, thì có P50, M50, D50S và A50. Đấy, nó sẽ có một chồng 4 thớt như vậy. Nhưng ở đây thì em muốn giới thiệu tới mọi người chiếc M50 và D50S. Đây là cái hai cái một cái combo. Xin lỗi, đây là một cái combo rất là hay, tiện. Đấy. Và đầu tiên thì là lúc đầu em cứ nghĩ rằng chiếc M50 nó chỉ đọc được cái USB 256 thôi thì nó rất là lãng phí. Đấy, vì là nó ở trong này nó có rất là nhiều công nghệ đọc DSD rồi thì là WAV, FLAC, Bluetooth, rồi xuất USB, xuất cổng quang đồng trục, xuất IIS. Đấy, vậy mà đọc được có 256 thì thật sự là lãng phí. Thì bây giờ em đã test thử ổ 2T và 3T chạy cực kỳ mượt mọi người nhé. Đấy. Thì với cái mức giá tầm khoảng trên 5 triệu đấy, như hiện tại ở shop là 5.190.000 và chiếc D5S này có giá là 4.700.000, vị trí hai cái sản phẩm này là chưa tới 10 triệu thì chúng ta đã có một chiếc music server cộng một chiếc DAC chuẩn xịn sò đấy, sinh ra đúng mục đích đấy. Có rất nhiều người chơi là chơi từ phải kiếm một cái máy tính, kiếm một cái laptop hoặc là mua những cái đầu high media về để đọc ổ cứng đúng không? Đấy cũng vài ba triệu. Nhưng mà nó xuất tín hiệu là xuất cổng quang và đồng trục, và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể nào mà điều khiển bằng điện thoại được. Đấy, không thể điều khiển bằng điện thoại hoặc là chọn bài nó cũng rất là bất tiện và cũng không đọc được DSD. Thì hôm nay M50 sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề cho mọi người. Đấy. Con này là đọc được DSD 256 mọi người nhá. Đấy. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người xem về cái mặt sau. Em sẽ đi thẳng vào vấn đề cho nó nhanh. Đây, đây là cái mặt sau của sản phẩm này mọi người này. Đấy, thì đây cần là nguồn nhá. Nguồn 5V và nó sẽ xuất tín hiệu ra là bằng đường USB nhá. Một đường USB. Thì ở đây là em đang cắm ổ cứng đây mọi người ạ. Đấy, ở đây em đang cắm ổ cứng này. Thì nó sẽ xuất tín, chúng ta sẽ cắm ổ cứng vào đây nhá, cắm vào ổ cứng vào một trong hai này và đường còn lại sẽ cắm cái dây USB vào con DAC, được chưa? Đấy, hoặc là chúng ta có thể cắm đồng trục, cắm cổng quang, hoặc là nếu mà trong trường hợp chúng ta không muốn chơi D50S nữa, chúng ta có thể là nâng cấp lên D90, thì trên D90 nó có cái cổng I2S này. Đấy, I2S hoặc là IIS đều là một nhá. Thì chúng ta có thể lấy cái dây mà HDMI nối từ cái M50 này xuống xuống còn D90 đấy, để chúng ta tận dụng cái đường IIS này. Thì trên lý thuyết thì cái đường IIS này nó sẽ tốt hơn cả đường USB đấy. Thì đồng nghĩa với cái việc là đây là một combo sinh ra là để dành cho nhau, thì chúng ta có thể là mua rời đấy, chúng ta chán chúng ta có thể là bán cái D5S nâng cấp lên con khác đấy, rất là tiện. Và con M50 này thì đọc cả thẻ thẻ nhớ này đấy, đọc cả USB này đấy, và đọc cả ổ cứng. Bây giờ em sẽ test luôn cái vấn đề là nó đọc ổ cứng nhá. Đấy, nó độ loát của nó có nhanh không, nó có bị trễ không đấy. Thì ở đây em đang sử dụng cái ổ cứng là 2T đấy, em có nhạc thì trong đó có cả nhạc DSD, có cả nhạc 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 WAV, nói chung là tương đối nhiều. Thì em sẽ test cho mọi người xem đấy. Với cái cách sử dụng con M50 này thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Em nghĩ rằng những người tầm 5, 6, 70 tuổi mọi người đều dùng được hết. Đầu tiên ấy, thì chúng ta chỉ cần kết nối là
cắm ấy thôi, chúng ta chỉ cần cắm ổ cứng vào đây thôi hoặc USB vào đây thôi, và cái cổng này sẽ cắm đường một cái dây nữa xuống DAC và đường USB của con DAC là xong đấy nhá. Thì bây giờ em test này, chúng ta có cái cách chơi như thứ nhất đó là chúng ta cách sử dụng thứ nhất đó là chúng ta chỉnh ở trên trên máy như thế này, được chưa? Đấy. Nó có 4 nút này. Đấy. Chọn này. Đấy. Đấy. Đấy chưa? Em tạm dừng nhá. Đây là cái bài hát mà nhạc DSD mọi người ạ. DSD nhạc Việt, tất nhiên là nhạc Việt thì phần đa là zip này thôi, nhưng mà cái vấn đề zip thì mình sẽ không nói tới nữa, mà nói vấn đề là đây, đây là nó sẽ chơi DSD nhé mọi người nhé. Đấy, DSD 128 này. Đấy, đọc rất mượt này, em nick bài thử này. Đấy. 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 Mọi người thấy không? Nó nick bài không có độ trễ nhé, không hề có độ trễ ở trên cái đấy và ở trên máy. Và bây giờ thì chúng ta thử điều khiển bằng điện thoại. Cái M50 này nó kết nối với giao tiếp với điện thoại bằng một cái phần mềm là HiBi Music. Chúng ta có thể là chọn bài hát ở trên HiBi Music như thế này. Đấy, khi mà chúng ta tải cái phần mềm HiBi Music về, cái này thì nếu ai không biết em có thể hướng dẫn, tải HiBi Music rồi về, sau đó là kết nối vào Bluetooth con điện thoại với cái M50. Kết nối xong thì chúng ta vào cái phần HiBi và bật nó lên, đấy nó sẽ quét nhạc cho chúng ta. Đấy. Nó quét thì nếu mà với cái ổ ổ 2T đấy thì chúng ta sử dụng cực kỳ tiện lợi. Đây để em tắt đi cho mọi người xem này. Với cái ổ 2T chúng ta góp nhạc vào nó khoảng chục nghìn bài. Đấy, nếu mà nhạc WAV và các thứ thì là khoảng chục nghìn, hai chục nghìn bài. Đấy. Chúng ta vào thư mục này. Em đang nói là cái vấn đề ổ 2T đấy, chúng ta có vài chục nghìn bài và cái việc chọn bài nào thì nó rất là tiện. Đấy, chúng ta vào thư mục này. Đấy. Ở đây ví dụ như có DSD Việt Nam hoặc nhạc tổng hợp này. Mọi người thử cái độ loát của nó nhá. Đấy, Anh Thơ này. Nó có khoảng tầm trễ 1 giây, tầm đấy. 1 hoặc 1 giây rưỡi đến 2 giây. Nói chung là với cái tầm tiền này thì cái độ trễ như vậy là chúng ta có thể chấp nhận được. Đấy. Nó cũng tầm như kiểu chúng ta nách bài ở trên đầu đĩa thôi. Đấy. Đây nha, nó đang ở một cái file nhá. Bây giờ chúng ta thử một cái file DSD Việt Nam nhá. Đấy. Ở đây là em đang thử là không phải DSD này. Đấy. Thấy chưa? PCM này. Bây giờ em thử một bài DSD để xem nó đọc nhanh không? Thì rất là nhanh nhá. Gần như là không có độ trễ. Đấy, DSD 128 mọi người này. Đấy. Đấy. Em vừa đang test bằng cái ổ cứng nhá. Đấy. Thế là ở đây chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta có thể sắm thêm P50. Đấy, thì em xin báo giá lại những cái sản phẩm này nhá. Đầu tiên là P50 là 2.790.000. Chiếc M50 này có giá là 5.190.000 và D50S này có giá là 4.700.000. Nếu mọi người mua combo hai sản phẩm này thì bên em sẽ có cái mức giá ưu đãi hơn, hoặc là mua ba cùng lúc ba sản phẩm như vậy thì chúng ta thì bên em cũng lại có một cái mức giá ưu đãi hơn một chút nữa. Đấy. Thì vừa rồi là em giới thiệu qua cho mọi người cái cách chơi nhạc số rất là tiện lợi bằng cái Music Server M50. Và những ai mà đang sở hữu những chiếc Topping D50 hoặc D50S thì có thể tham khảo cái mẫu này, mẫu M50 này nhé. Đấy, để lên rất là đẹp. Đây em để cho mọi người xem. Đấy. Nó cùng một cái form dáng và nó cùng một cái kích thước. Đấy, mọi người nhìn xem có đẹp không. Đấy, và chất âm thì tuyệt vời rồi, em đã test mấy ngày hôm nay rồi. Về DSD các thứ rất là ngon lành, chất âm thì rất rộng và chi tiết. Cái quan trọng đó là cái nguồn nhạc chất lượng cao của chúng ta, cái nguồn nhạc mà xịn sò thì nó thể hiện được càng tốt hơn. Đấy.
Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của HD Audio. Có điều gì mà mọi người cần tư vấn, cần hỗ trợ về những cái sản phẩm như là DAC, nghe nhạc số hoặc là những cái liên quan tới karaoke thì liên hệ tới hai số điện thoại là 0987 630 409 hoặc là 0777 300 400. Em biết cái phần nào em sẽ hỗ trợ cho mọi người nhé, mọi người nhé. Vâng, xin chào.